Let's go. Ê, từ từ kiếm mặt nơ cái đã. Làm sao được cái hội viên mặt hề vậy mú? Thôi, sao làm người bình thường không chịu mà cứ thích có cái logo hề hề dứt mặt vậy ta? Tôi chuẩn bị bật ti một thằng gọi là chiến tướng. Một trong những đứa gọi là... Một trong những đứa gọi là trẻ. Nhưng mà đáng tiếc cho mấy đứa nhỏ này là nó tụi nó không có được cái sự phục vụ. Gọi là nó không có được một người thầy. Một người mà có thể dẫn dắt, có thể gọi là nâng tầm. Yeah, you know what I'm saying. Thằng mới đang đua là nó là cái nó là team trẻ của team Well, gọi là Baby Well. Tôi đang nhớ cái team tên team. Team Well. Rồi cái team 2 là Baby Well, là T đúp với lại B đúp. Ông này đợi bảy gì á, mới đợi tôi. Nè, không phải đợi tôi nha. Tôi xác nhận với anh em là thằng này không phải đợi tôi. Gọi này bên nằm lên, sướng. Sướng nha, nè bố nè. Trưởng mới nè. Em nói gì đi con? Nói gì vậy? Em nói yêu anh đi. Anh ơi chít này gà em ơi. Chít để biết lên với thằng quầy. Đồ anh. Yeah. Thằng yêu con chít này á? Ừ, anh bảo nó gà mà. Ờ, là mấy thằng gà là thằng yêu hết đúng không? Vào đá nha. Ok. Đừng có nè. Rồi anh phê chúng vô nha. Ờ. Sao vậy? Lui. Mắc này à? Anh có vợ nè. Ờ, nhìn cái này. Nhìn anh nè. Rồi, rồi. Mặt hả? Này hết quy rồi. Em giết đi, chạy cái. Con này cá đánh được anh. Đánh được anh. Ba giờ em có con tiền rồi nè. Ba để cứu được hả? Được này không? Ok. Anh EW chúng nó là anh R luôn nha. 8 giờ em có R nè. Từ nó bê để anh EW chúng. Mấy pha này em phải giữ chiêu gà. Giữ đúp rồi hả? Không, em phải giữ full luôn. Em phải giữ full mà em đứng giữ. Là cái bãi chim đó là cái bãi em sẽ ăn bất kỳ lúc nào được, phải không? Mà cái mạng này chỉ có một cơ hội để em giết thôi. Quá chuẩn. Ơ cái gì đây? À cái nó thiếu tiền. Ừ sao game này mình hạt cái ta. Để biết nữa. Chắc tại Nguyễn này nó vô nó làm kiểu nó cái mood của nó nghiêm túc á. Chứ bình thường đánh như Hiro nó gà không có hai thằng mà giỡn không. Từ từ để coi nó làm gì. Kiểu ta thật sự mua hy vọng nó sống được pha đó. Kể pha nó mất muốn coi là nó sẽ làm cái gì để nó sống mốt mình học. Anh dậy đâu. Mày đã dám e như vậy thì đừng trách tại sao một cô gái phần ông bên này lại hóa theo mày gió. Hôm bữa e đi học về, thấy hai cha con bị té xe em liền chạy lại an ủi họ và nói dạ. Không sao đâu vì em sẽ ngã thêm đôi ba lần, sẽ dạ. Xây xước đôi bàn chân. Dạ. Vậy mà ông đó quay sang đấm em là... Dạ. 19 giây gì 21:40 top. Anh tham spell rừng top rồi đó. Còn lộ má chơi tập tham spell đi em. Này. Quá lao. Bây giờ. Cứu nó anh vậy. Trời má lá đéo kịp.
Nhớ người ta. À, thấy mua mũ rồi đó. Ma mà pha đó lát đéo kịp. Pha đó tay chậm quá. Đúng là bên kia sườn dốc. Còn bên kia sườn dốc này u mánh đi chỗ khác đi. Cho người ta lấy lại phong độ coi. Cay thì chứ. Kiểu cái thói đời đó anh em. Đang đánh ngon ngon vậy đó. Tự nhiên cái còn bên kia sườn dốc nó bám vô cái xuống. Già mẹ luôn. Mà nó có thể tên là bên kia sườn dốc bám với tôi phải đó. Content, content. Cả đêm đấy. Chết kìa. Thằng Yon nó rời anh nha. Yon nó. Không chết bị cản rồi. Đánh rồi. Ừ, phải đó. Đam nào, anh nhìn tele ra luôn. Đam quá. Đam ấy. Anh nhìn tele đúng không? Seraphim nó hén bỏ. Nhưng mà anh thấy nó tele, anh mới tele nha, anh đếp nhà cái. Ok. Thấy nó tele báo anh. Đếp có đàm anh à. Được, ăn được, nhà cứ ăn đi. Đau quá. Không sao. Chiêu. Thằng đó là kìa. Đam nhá, tập trung đam nhá. Được đó luôn. Em núp ra sau lưng Baron, nó đánh em thì đam Baron, trúng Baron. Anh đi, anh chạy cho. Nó không có đam với mình đâu, đừng lo. Giờ hồi quay đam to đâu, hồi đam to. Mới đánh hay á. Mới đánh hay á, không phải là con hồi đam to đâu. Anh em đừng hiểu nhầm. Ghiền đúng không? Coi ghiền đúng không? Nó phải là như thế đấy. Lên tele lên nè. Lên nè. Quên rồi nè. Nó tức gì đó. Là mấy phong quá anh ơi. Rồi. Chết chết rồi. Ai ngoài đây mình chết rồi. Mình chết rồi bạn. Chiếc tele sẽ được một game. À ma thù sàn chưa? Nước mặt. Này láo á. Con đĩ ở đây. Uống quá tao lạnh nhìn nó nhờ. Mệt mỏi thế nhờ. Ai, xíu bà.